Hôm nay tôi sẽ bị truy nã bởi cảnh sát 10 sao, có cả xe tăng, quân đội, thậm chí là máy bay không người lái, sẵn sàng bắn bỏ tôi bất cứ lúc nào. Tôi sẽ có 30 phút thoát khỏi truy nã, vậy liệu có thoát được hay không? Thì tôi không biết. Trước tiên chúng ta phải chuẩn bị một vài thứ đã đây mà. Nhất là súng, đây. Tôi sẽ lựa chọn những cái súng mạnh nhất trong cái cửa hàng này. Chào ông chủ quán nha. Hôm nay em chơi ngu như thường ngày thôi. Tôi nghĩ là tôi sẽ mua nguyên cái vàng bên đây anh em ạ. Vàng bên đây là mạnh nhất rồi đấy. Súng nào không? Đương nhiên là không thể thiếu. Mà đặc biệt là bazooka. Tôi nghĩ là tôi sẽ mua thêm một cái cây này nữa anh em ạ. Súng điện từ. Có vẻ là ổn đấy. Ổn áp đấy. Tôi sẽ mua những cái bơm khói anh em ạ. Nó giúp tôi có thể chạy được đây. Thứ cần thiết nhất đó chính là cái này. A few moments later. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, súng ống, giáp đã đầy đủ. Giờ bắt đầu chinh chiến thôi nào. Đây là chiếc xe đầu tiên tôi chọn, mong là nó hiệu quả. Và 30 phút của chúng ta bắt đầu. Chiếc xe bọc thép này nhìn nó có hỏa tiễn vậy thôi chứ thật sự không làm gì được gì hết cả anh em ạ. Được cái ngầu thôi. Oh shit. Ui xe tăng, xe tăng. Oh my god. Chạy thật xa. Nghe xe tăng luôn ạ. Sợ thật sự. Ui. Ui. Thôi. Trời ơi, mới vô thôi mà làm ầm ầm thế kia sao chịu nói. Tôi nghe tiếng máy bay không người lái anh em ạ, nó trước mặt tôi kìa. Hình như nó không thấy tôi thì phải. Ui, tôi nghĩ là tôi sẽ chạy vô mấy cái cối xe gió kia anh em ạ. Để nó hễ mà có máy bay không người lái tới thì tôi mấy cối xe gió có thể chặn được, tôi nghĩ thế. Oh my god, phát hiện rồi anh em ạ. Chạy vô cối xe gió nhanh thôi. Đâu xanh. We know. Tuổi gì mà dí tao, tuổi gì mà đụng tao. Ngon mày vô đây coi. Em nói chiếc máy bay chứ không phải xe tăng anh ơi. Nè nó bị quất nè anh em ạ. Oh shit, what the f. Đấy đây, hình như nó mới bị quất một cái anh em ạ. Bốc khói. Lơ là quá. Tôi phải tập trung lại anh em ạ. Ui, tôi nghĩ là tôi sẽ chạy trên núi thôi đây. Vừa mới nói luôn tự nhiên đâu phóng xuống đây chi trời. Thôi lỡ rồi anh em ạ, đi đường quốc lộ cũng được. Xe nhiều nè, có thể đỡ giùm. Có lẽ sẽ đỡ giùm mấy cái cú bắn của chiếc xe tăng anh em ạ. Tôi nghĩ thế đó. Tuy chiếc xe hồi nãy được bọc thép vậy thôi nhưng mà nó khá là chậm anh em ạ. Không có né được mấy đường đạn của xe tăng. Hoặc là nãy là... Heo ơi. Vừa mới chê chiếc kia chậm giờ siêu xe cũng bị bắn thôi chịu rồi. 12 seconds later. Tôi nghĩ kỹ rồi anh em ạ. Tôi phải cần một chiếc gì đó cơ động mà nó còn nhỏ. Chỉ có mô tô thôi chứ chiếc nào nữa. Tốc độ vừa nhanh này, vừa nhỏ, khó bắn trúng nữa. Sự lựa chọn hợp lý. Ui shit. Sao bắn trúng được? Đấy chưa, tôi chỉ cần chạy ngang qua thôi. Sao mà trúng được? Bay lên luôn này. Mày xe tăng bên kia bây ơi. Đầu cho mày sợ. Đấy sao bắn trúng được? Đấy. Tuổi, cứ kiểu này là tôi sẽ thoát thôi anh em ạ. Lượng bố mày, lượng hồ. À, chúng ta còn 24 phút nữa. Chúng ta có thể làm được. Chúng... What? Tôi phải lử lại chắc chắn là nó chi hên thôi. Mon, tôi nghĩ là chiếc này sẽ chạy được anh em ạ. Tôi có một cái kế hoạch, tôi sẽ leo lên cái tàu này anh em ạ. Tôi sẽ đứng lên tôi bắn. Lẹ. Đây có vẻ là cơ hội của tôi này. Lên. Trời ơi. Tôi lên được tàu hỏa rồi anh em ạ. Và liệu tôi có thể trốn thoát được cái bọn cảnh sát da nhiều đĩa này không? Mờ đó. Giờ gặp thằng nào là trụng đó đấy. Nhất là mấy chiếc máy bay này. Mày xảo con. Tới lúc rồi con trai của ta. Con chị bắt tao đó coi. Sao mà chị? Tôi sẽ lấy chiếc xe này anh em ạ. Chiếc xe này vừa chống đạn, vừa chống có thể được hai quả bom và vừa nhanh nữa anh em ạ. Nên là tôi quyết định chọn thử chiếc này ra sân thử coi ra sao. Nghe thấy có sao đó. Chạy nào. Trời ơi, ừ. Né được. Còn 21 phút nữa thôi. Chúng ta phải nhanh lên thoát khỏi sự chi nã này. Cái thế nhỉ. Rồi, tôi sẽ chạy qua ngọn núi kia vậy. Chạy lẹ lên. Ý, thôi. Rồi, một viên nữa là thôi tôi để rồi. Chào em, anh đứng ở đây từ chiều. Fuck. Ôi, tính ra chiếc máy bay này cũng được nè anh em ạ. Đi, nó bắn lủng cái đầu vậy. Nhìn cái này có vẻ hầm hố này, cứ thử đi xem sao. Rồi, tới công chuyện luôn.
Rồi một viên luôn, hai viên luôn. Ê, nhưng mà ít nhất nó cũng chống được một viên anh em ạ. Cũng được, cũng có tương lai đấy. Tương lai gì thế này, cháy bả rồi tương lai gì. Má cay thế nhờ. Uầy, chiếc này nhìn có vẻ ngầu và bọc thép nữa anh em ạ. Còn 19 phút thôi anh em ạ. Ừ. Cái gì nó bắn kinh thế nhờ. Máy bay không người lái mà kinh khủng nhỉ. Xe tăng. Tao đi qua đây. Này thì xe tăng. Ui, được. Ờ, không được. Lẽ. Còn 18 phút nữa thôi. Ui, nó đâm thẳng xuống luôn kìa. Vô lý thật sự. Ôi, tính ra là chiếc này có vẻ là đi xa nhất luôn ấy. Nhưng mà hình như nó hơi chậm anh em mà không thể thoát được cái sự chi nữa. Ôi giời ơi. Đi đi em ơi. Ừ, bye bye, bye bye, bye. Chúng ta còn 17 phút 6 giây. Chúng ta vẫn còn thời gian anh em ạ. Tôi nghĩ là tới lúc rồi. Mày xạo con. Mày xạo con. Ủi luôn. Rồi dí đi, dí đi. Ui dồi, cầm cái này lên là bá chủ rồi anh em ạ. Mày xạo con. Bắt tao đi. Chi nã tao nó đế. Chi nã nó đế. Này thì chi nã này. Bay bay cho chúng tôi. Bay bay nữa này. Ui, bay bay không người lái anh em ạ. Tôi phải núp một chỗ nào đó. Kiểu như có cái trắng trên đầu tôi giống vậy nè anh em ạ. Good. Buộc mày nè con. Good. Tôi phải làm lại thôi. Cái chuyện hồi nãy là chuyện xui rủi thôi. Lần này là thiệt này. Tôi sẽ trốn thoát này. Cái gì? Cái gì? Bắn nó đi. Dí nó đi. Mà cứ dí. Tôi sẽ quẹo qua đây à. Tránh tầm nhìn của nó đi. Ừ, chưa kịp tránh nữa. Tôi phải xử lý mấy chiếc máy bay này trước. Mày sợ con. Let's go baby. Làm gì nữa? Làm gì nữa hả? Làm gì nữa? Làm gì được? Ui, cái này thì chiếc này thì làm gì được này? Bắn solo mày. Bắn solo mày. Ui, chúng ta còn 12 phút 50. Thôi sao? Ai chọn cái này mà ngu thế? Ui, đi 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 12 phút, 12 phút 09 giây. Ui, chiếc này có vẻ nhanh này. Ui, được thật sự. Ok. Thôi nào. Thôi nào, tôi tưởng nó sắp rớt rồi nhưng không, ăn thêm hai quả tên lửa nhưng mà vẫn không sao. Chủ mới khen rớt rồi. Thôi nào. Còn 10 phút 54 giây, tới lúc tôi phải nghiêm túc lên rồi. Chạy thôi, chạy thôi, chạy thôi. Chúng ta không nên ở lại solo. Tôi nghĩ tôi sẽ chạy đường ra biển anh em ạ. Ra biển đi, ra biển. Come on, come on, come on, come on. Úi giời ơi. Mày xạo con, hãy chơi tao. Ừ. Ui, chưa đây nữa, đông vậy. Đường biển đâu trời, phía đó đúng không ta? Cứ đi đại đi, khi trốn được sao. Ui, cái sao nó chớp chớp rồi kìa. Tưởng gần thoát được rồi chứ. Ê thế. Tôi đang đi đúng hướng rồi anh em ạ. Đang tiến ra cái đường biển này. 9 phút 06 giây. Dạ, dạ, hơi căng, hơi căng, hơi căng nha. Úi giời. Ui, ui, bốc khói rồi anh em ạ. Ui, cháy luôn rồi. No. Tôi tốn ra vài phút để sử dụng máy bay chạy trốn nhưng mà vẫn chịu thôi anh em ạ. Tới lúc sử dụng ác chủ bài. Sở dĩ nãy giờ tôi không sử dụng con này sớm hơn tại vì chúng ta hãy để cuối đi cho nó hấp dẫn. Chúng ta còn 4 phút 4 giây. Oh shit. Oh shit. Oh shit. No 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 no. Oh my god. Mới lơ là một chút xíu thôi là hai tên quả tên lửa dí sát đít xíu rồi nổ banh đít rồi. À nhầm. Xíu nữa nổ banh máy bay rồi. Ôi, mấy này không dí được, nó tất cái sao nó đâm xuống dưới luôn anh em ạ. 3 phút 15 giây. Chúng ta còn thời gian, come on. Vừa kêu bay cao lên luôn. Come on, come on, come on, chúng ta phải chạy nhanh thôi. Kệ nó, kệ nó. Ôi, hình như nó không thấy tôi anh em ạ. Cao này, độ cao có thể gọi là an toàn rồi này. Giờ chúng ta cần tập trung. 1 phút 40 giây nữa thôi. Trời ơi, 2 chiếc luôn, what the. Làm hết hồn á. 20 giây nữa thôi anh em ạ. Let's go, come on. Chúng ta có thể làm được mà. Ui. Ừ, hên, hên, chưa phát hiện, chưa phát hiện, chưa phát hiện. Yes, let's go. Cuối cùng chúng ta cũng đã thoát được rồi anh em ạ. Oh my god, còn đúng 13 giây luôn. Cuối cùng thì tôi cũng đã làm được rồi. Thì máy bay đã đâm xuống kìa. Và đấy là cuộc hành trình thoát khỏi cảnh sát người sao của tôi. Hẹn gặp lại anh em, những tập tiếp theo.